Trời đất ơi, hôm nay tôi về Mỹ Tho tôi nghe mà tôi tức quá trời luôn. Hủ tiếu Mỹ Tho là hủ tiếu Mỹ Tho chứ sao hủ tiếu Mỹ Tho là hủ tiếu Sa Đéc hay hủ tiếu Nam Giang hay hủ tiếu Sài Gòn? Hủ tiếu Sa Đéc là hủ tiếu Sa Đéc, còn hủ tiếu Mỹ Tho là hủ tiếu Mỹ Tho chứ. Nước lèo của hủ tiếu Mỹ Tho muốn ngọt tự nhiên thì phải hầm xương. Mà dù giả sử như không hầm xương cũng ăn được vậy. Nhưng mà cái vấn đề ở đây là cộng hủ tiếu Mỹ Tho nó nổi tiếng không có liên quan tới nước lèo. Đã ăn hủ tiếu Mỹ Tho là phải ăn cộng hủ tiếu dai, mà đã không dai sao gọi là hủ tiếu Mỹ Tho? Đã ăn hủ tiếu Mỹ Tho là không có ăn hủ tiếu mềm, mà đã ăn cộng hủ tiếu mềm thì không có liên quan tới hủ tiếu Mỹ Tho. Nghĩ cũng ngộ ghê, bỏ 40-50 ngàn uống ly trà sữa khen rẻ, bỏ có 30 ngàn ăn tô hủ tiếu à, mà chê sao mắc dữ vậy. Đi vô nhà hàng á, ăn tô hủ tiếu Mỹ Tho chê vừa mắc mà vừa không ngon. Đi ra ngoài đường ăn á cũng chê, sao nhiều bột ngọt vậy. Muốn ăn tô hủ tiếu Mỹ Tho hầm xương á mà vừa ngon vừa rẻ thì tự mua đồ về nhà mà nấu ăn nghe. Hãy như Phúc nè, thèm hủ tiếu Mỹ Tho nè, tự nấu mà ăn nè.